Xin chào các bạn, mình là Thành, nhân viên kỹ thuật Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách reset cứng trung tâm GSK A6. Các bạn lưu ý giúp mình là cái thao tác reset phải thực hiện ngay sau khi các bạn mở nguồn. Và khi reset thì các bạn nhấn giữ hai phím Android và phím SOS khoảng 20 giây. Và các bạn chú ý trung tâm nó sẽ kêu hai tiếng beep, tức là chúng ta đã reset thành công. Sau đây mình sẽ demo cho các bạn xem. Trước hết các bạn mở nguồn. Sau khi mở nguồn thì các bạn nhấn giữ hai phím Android và phím SOS. Các bạn chú ý cái âm thanh của trung tâm. Rồi, trung tâm kêu hai tiếng beep, tức là chúng ta đã reset thành công. Rồi, như vậy là phần hướng dẫn của mình về cách reset cứng trung tâm GSK A6 đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.